Triệu Lệ Dĩnh lần đầu xuất hiện giữa bê bối lộ clip ngoại tình, bùng nổ visual xuất sắc, nhan sắc thuần khiết tựa nàng thơ. Hình ảnh tại sự kiện livestream tối ngày 10 tháng 5 của Triệu Lệ Dĩnh thu hút sự quan tâm lớn từ phía người hâm mộ. Tối ngày hôm nay, ngày 10 tháng 5, Triệu Lệ Dĩnh nhận lời mời tham dự sự kiện livestream quảng bá sản phẩm của một thương hiệu đình đám. Ngay từ khi tuyên bố lịch trình công việc, netizen xứ Trung đã vô cùng háo hức đón chờ hình ảnh của nữ diễn viên họ Triệu. Bởi đây là sự kiện đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh tham dự sau khi bê bối lộ clip ngoại tình nổ ra vào sáng ngày hôm nay. Trước giờ chi, studio của nàng Sam Sam đã khiến các fan suýt xoa vì loạt ảnh hậu trường khoe visual thần thánh của Triệu Lệ Dĩnh. Người đẹp xuất hiện với hình ảnh thanh lịch, nhã nhặn và sang chảnh, ngút ngàn. Trở về cuộc sống độc thân, Triệu Lệ Dĩnh lên hương lên sắc hơn bao giờ hết. Tại buổi giao lưu cùng khán giả, vợ cũ Phùng Thiểu Phong khiến các fan bất ngờ với phong thái tự tin, tươi vui và tràn đầy sức sống. Trải qua biến cố tình cảm cùng sức ép vì tin đồn ngoại tình vô căn cứ, nữ diễn viên vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan, vượt qua mọi phong ba bão táp.